mấy lần không ăn được cảnh được nhiều. Ủa, cây lục vừng ác thế nhỉ? Cây lục vừng này ác thật, nhìn cũng hầm hố đấy. Cây liên tục đến rất tấp nập. Cây này ác ghê. Xanh cổ, dáng trực huyền tuyệt vời. Úi giời, đầu kia nhiều nhiều cây lắm. Long hóa. Ủa, nhìn mấy cây này trông lạ lẫm ghê nhỉ. Đây, đường lên tiên cảnh. Đẹp chưa? Trên đỉnh là một tác phẩm duối. Có hai ông lão đang ngồi đánh cờ ở trên đấy. Úi dồi ôi, quả cây kia nhìn mới lập lưỡng to thế. Nhìn nó khủng khiếp không?
quá thật. Anh ấy nói đúng. Đó là lãnh đạo tỉnh gặp dược đấy. Chính ra để đại diện cho một tỉnh thì nhìn cái này chắc chắn chỉ có một công an. Tỏ thế kiếp. Vâng. Để cá nhân chơi là phí nước hả? Chú Văn Lại đây này. Hả? Đấy. Nguyễn Đăng Chiểu Kim Phong. Nhưng mà nay mai sẽ cây này là xanh quê đấy chứ. À ừ, rồi có gì đâu chỉ. Lắm. Lắm cái là xong. Trông khiếp nhỉ, to lấm lẫm à. Quá hoành tráng. Nhìn kia không? Đồ sộ. Bên cạnh là một tác phẩm lộc vừng rất đẹp. Đúng nên tỉnh mình nên giữ lại cây này. Cây của chú à? Trông khiếp nhỉ. Trông như võ tòng ấy. À. Đây không là cây. Vâng. Hình nhìn như võ tòng, trông lầm lẫm. Cây này là cơ bản là này này nó chưa làm cái mái ấy xong thôi, nó làm mái xong thì tán xong rồi nhìn khóa khiếp ấy. Cốt cách của nó. Cốt cách thế này không bỏ được. Thích. Bao lâu được tác phẩm như thế hả chú? Lâu lắm rồi. Cái người thừa kế thôi chứ còn nếu mà mình ấy thì cái mà tác phẩm này nó là thừa kế qua bao nhiêu bàn tay rồi, bao nhiêu chủ rồi. Khiếp nhỉ. Mình kéo về. Nhưng mà mình, chú sở hữu nó được bao lâu rồi? Hả? Chú sở hữu nó được bao lâu rồi? Con này là vừa rồi là chú mới kéo nó ở Bắc Giang về đấy. À. Hơn năm nay rồi. Chứ có phải là đơn giản đâu. Từ Bắc Giang về Bắc Ninh, dần dần phải cho về Hà Nội luôn. Cho gần dần, gần dần. Không, dần dần. Đúng không? Rồi, hiếp quá đấy. Bác này mày Hà Bắc Sa nhỉ? Vâng, chào chào bác. Chào anh. Ừ, nha, xem ra xe khu Dubai là rất nhiều đấy. Khu này là khu ấy, khu này là khu chuyên trưng bày cây con à. Đâu Cường đâu? Con xe đấy. Vâng, em chào anh. Đấy, khai xuân đầu năm triển lãm Bắc Ninh. Bắc Ninh cả chiều khúc trùng với nhau. À đây. Chiều khúc cũng mùng 9, mùng 10. Ừ. Cứ kiểu như là một khúc trong cái gương nãy rồi. Anh à, chắc vừa xuống xe đúng không? Bảy la liệt nhỉ? Vừa xuống xe đó. Thank you.
em chưa rõ anh ấy là 10 triệu rồi. Chuyến vào đây trăm bảng phải làm là 10 triệu trăm bảng không phải rẻ mẹ là cái tay thì đẹp thế cao cao cũng cho đứng ở đây hỏi luôn chủ đâu này tay đi cho đôi nữa chủ nhân rồi luôn kia chủ nhân đằng dưới kìa áo kẻ đỏ đấy chủ nhân áo kẻ đỏ đỏ phải kẻ đấy anh ngồi anh hỏi câu là cây làm đây ai con kìa con này ông này để đây không có đôn được nhỉ đang nói là cái này được của nó đấy quê là cây đấy cũng được cây đẹp nhỉ cây đấy mới là cây trông như cây ngoài đời đi làm những cây ngoài đời đẹp mà có rừng hoang dã cái kia là trông thì mỗi ngày nó đúng rồi đi nhưng mà giả lắm nhưng mà là dáng lá quê của nó cũng đẹp lá đấy lo là không có xe thì vẫn được hơn thôi tay ui dồi ôi mênh mông